Rồi, em xin chào cả nhà nha. Thì bữa nay mới sáng cả nhà. Trời âm u quá, thì không có đi bắt ong nha cả nhà. Thì anh Út anh nhận lưới nè. Từ hình xuống thì mình quay clip cho cả nhà mình cùng xem nha. Lưới này thưa lưới 5 phân rưỡi hay 6 phân anh Út? 6 phân nè. Cá xong quay nhỏ nhỏ luôn. Lúc này đây cả nhà, ông nó đang khô mặt bởi vì thằng ít làm bếp, với một phần đi kiếm nó không có nha cả nhà. Mặt thì đây còn dính đây cái mặt mình. Sao xà lan chạy ra được rồi. Mặt thì bên Thuận vẫn còn nha cả nhà. Nay thì Thuận có thêm rượu ong dò dẻ nữa. Cô chú anh chị là có xài hay là có sử dụng mật ong hay là rượu ong dò dẻ thì cứ liên hệ tiếp số điện thoại của Thuận nha, 0938111724 nha cả nhà. Đằng đó thì cũng có ông anh đang thả đánh một xuồng nữa cả nhà. Bình quá. Quá trời sáng ngày lục bình nữa. Này bữa xa ngang xong là hết tay lưới không? Xong hết tay lưới rồi canh 50 phút cuốc. Đây nốt xong không? Hôm bữa ngang cái lỗ này cho trống. Đưa dầm em. Đây. Trời ơi, dây đây không bơi. Đây. Sáng ngày trời chỉ mưa liên thu vậy cả nhà. Hôm nay anh thả là anh năm thả ra lưới rồi. Năm thả bữa trước. Thấy là biết anh năm thả rồi. Đói quá. Lộn cái mắt cái mắt chì vậy đó. Nhà lưới này em sợ nhất là cái đụng cái lùm trà mà của cái cây bông giấy á. Giấy bùng bông. Trời ơi. Thấy là em sợ liền. Không chết luôn. Chọc cái bông giấy nó gai nữa. Gỡ đâu có được. Bữa tay lưới này mà làm chuyện 5 kg thôi đẹp. Chung sáng ngày em đi đâu sớm rồi ta. Ruộng á, trồng mía, trồng sen. Ok rồi đó. Rồi để nốt thả xong chút em quay tiếp cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà hai anh em thì cũng thả xong rồi. Đợi khoảng 15-20 phút sau thì cuốn nha cả nhà. Mới sáng ông trời nó âm u quá. Trời làm giông bão rồi. Để nãy giờ chắc cũng cỡ 5 phút cái gì. Theo chủ yếu quay cái clip giờ. Không phải thấy nó rung kinh giật giật luôn á. Ôi trời nó dính kìa. Ôi trời ơi. Đó. Coi một tiên nha cả nhà. Một em đầu tiên. Cái mì dịch. Ôi nó ra. Chùm luôn. Dính không anh Ken? Tức là Ken mà thả khỉ gì. Cái này đem về kho lạc rất là ngon nha cả nhà. Đây thì anh em dặn về để dành nhà ăn vậy cả nhà.
lóc rồi. Chùm chùm luôn cả nhà, không lên luôn thì dễ nút. Ôi rồi dính chùm chùm luôn cả nhà, lên này. Má gì lắm cứu lên bờ cứ cứ ở thôi nè. Dính gì lắm rồi, dính gì lắm rồi, trời ơi kìa nè. Chùm chùm luôn. Ôi ôi coi kìa, cha mẹ luôn. Luôn nha. Em chậm chậm luôn, trời ơi cái mày dính nó bự kìa. Cái rảnh để em lao con nó quay kìa. Dính nước trời ơi, gọi sảy anh con này. Ủa không sảy, trời ơi trời ơi, cái này cả nhà. Ôi con cá linh ông nội ơi, cá linh nó bự. Cái mê quá cả nhà. Ôi trong thao này chắc tới 2 ký ngoài luôn cả nhà, mất cái khúc lưới. Ôi ôi dính kìa. Ôi ôi trắng lưới luôn. Ôi trời. Dính kìa. Ôi quá đã quá đã. Ôi ơi. Ê sao này em đi trong mé nó dính nhiều ở ngoài nè, đúng rồi. Ừ. Đấy này sao nó thả thêm tay nữa nó. Con kìa nó xà lan chạy kiếm rác nữa. Qua dính nè. Chùm chùm luôn. Ta. Ê mới văng muốn ngọt. Ủa tưởng nó ngọt chứ mới văng mà. Văng ngọt. Mới văng mà rác ghê không cả nhà. Cứ có chảy rồi. Ghê. Ôi trời. Dính kìa. Cắt sữa khúc lưới bị rách đấy. To á. Cái này nhỏ không? Cái này dính cái gấp nữa rồi. Đã lúc mà hồi nãy mình thấy cái đầu đại nó giật 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 rồi thấy trời dính cái này. Trời ơi, con lâu kiến ông nội ơi. Nào nào. Bạn này để ra ngoài đi đi, bạn này cái giải cái là làm một cục liền luôn. Nó tập. Ừ, dễ văng nước. Kêu bằng có người kêu bằng nhát hỏi á, nhìn giống cái hồ con quá ha. Hết rồi, hết lưới rồi hả? Vẫn còn dính vô biển. Con gì nó gì kìa còn. Hết rồi, con nhóc cây. Thôi lên gỡ cá. Gỡ cá nha cả nhà. Nhà gỡ trên kia làm như lưới ổng không dính đấy cả nhà. Trên kia không dính. Dính đâu anh Ken? Mời đẹp, mời đẹp. Mời ông cho ổng lên YouTube. Ừ. Này nó hại dính dữ á. Ừ. Néo lưới luôn rồi. Bài của cái anh văn này kia cả nhà. Và thấy dính đâu trắng lưới luôn. Ngồi đây mà thấy văn dính nhiều lắm.
Hải đang lưới trăm phân gì à, nhỏ không mình. Nãy bước đâu tẩy cái giò không biết. Chẳng lưới mà trên bờ có cổ động viên lưới câu. Biết cái phần tay à. Nhiều hơn kèn. Lại đây xem con anh ở đây dân đứng nhiều không cả nhà. Đứng là không, không đang đứng lắm. Đúng rồi. Cái này thì thả được có lúc nước nó đứng nghe cả nhà, nước chảy là nó dính rác dữ lắm. Lại là cái tay lưới mình nó bị xe nó không có dính. Nhiều không? Em với nốt dân cái tay này chắc cỡ 5 kg. 5 kg á. Ừ, rác ghê vậy. Em biển cống rồi. Em cá dính vô trong cái lưới kìa. Con cá dính vô lại. Chơi. Có 2 kg. Không có 2 kg hả? Cá cũng như cá mình nè. Đó đây. Cá không ạ? Ừ, có con hép hội nữa nè nốt. Ừ, con cá mồi mua rùa biển. Qua đủ má bữa trước đóng này 4-5 con cá mùi. Được không? Về, về mình gỡ thành quả nha cả nhà. Quả là chìm. Quả thánh là chìm nữa. Đâu có em đâu có like đâu, em quay về em đăng trực tiếp mà. Ừ. Gà mưa tới gà đủ má hiểu không rồi kìa. Ừ, mưa tới cả nhà. Rớt hột râm râm kìa, đợi cái phà xong cái bơi về nhà nha, nhà thì bên đó đó nha. Chuẩn bị mưa tới trắng giả luôn. Trời này chắc bữa nay thì không đi bắt ong được nữa rồi. Ở đây thì có những cơn mưa đầu tiên này thì nó cũng mát một phần thì nó không còn bị cháy tràm nữa nha nhà, bởi vì nó giúp ích được rất là nhiều nha. Ở đây thì mưa nhiều rồi, cũng mặn thì nước mặn thì nó cũng đã hạ bớt nha cả nhà. Chắc vài bữa nữa thì trong cống người ta cũng thả cống ra hết còn để gỡ vỏ nha cả nhà. Hôm nay thì Thịnh gỡ vỏ luôn mà. Giờ về gỡ thành quả nha cả nhà. Quá gỡ rác luôn. Quá trời rác. Dân mới tầm để chừng 5 phút gì đó nút. Em với nút ngồi bên đây mà thấy cái đầu đại nó giật mà. Rác không có cá bực như
rầm này nãy 4 con không? Ừ. 4 con thì đủ có hấp dẫn, cái độ dừng, cái độc bọt không, cái độc con dính dính vậy, dính dính ghê. Nam văn gì đâu mà cứ xe, em cuốn xe, tao nói xe. Mày không biết là tao nói kia là gì đó, tao dặn cái lưới nhẹ qua trộn lưới là hai lần hết. Hết rồi, ông thấy thằng Vũ, thằng Văn á. Không tí, ta đi về đi lặn tới lưới qua hai vòng là hết chứ có. Bóc lưới dặn, dặn qua hai lần. Vũ đi xe dặn lấy tới lưới bóc lưới dặn hai lần là hết. Ê chú thằng nào không? Có nhiều không? Nhiều đó, bao nhiêu mà. Hôm qua nào có một cục bông, một cục đá. Nay trời mưa này á, nạo cá ra cái mua chiều trứng thả. Chiều uống một phát nữa có nữa. Nước uy tín, nước này là nước lớn mà thả mà dính là nước lớn lòng mà còn giữ. Đó, nước chiều coi. Nhìn gì vậy hả? Hả? Cháu quay con hả? Cá bự không cô? Ừ, cá bự. Đây cái nhà mới gửi con khúc. Hai cuộn lên mà dính chồng chồng nha. Tại nãy một phần thấy mưa tới cái nhà rồi mà em mới nút cuộn lên nhà để gỡ sợ mất mưa, mà cuối cùng mưa có mấy hộp cái ngưng à. Nay thời tiết làm giống như muốn bão. Hết cái gì rồi. Lùi hoài. Ngó đầu lên ngón. Mà ông ơi. Mà ông ơi. Kìa cái nhà, nó quay bằng kiếm. Ở mua đó. Cái bị dính nha. Cái đầu. Cái dẫn. Dẫn. Cái đầu. Chỗ đó cái đầu chứ tôi không có nói gì cùng mày. Để con cái đầu không? Cái bị dính lên cái xác góc bển. Con này mày dính nè phải không? Ừ. Sáng ngày xuống có làm con đường lưới một cái bọc thao cả nhà. Dư ăn. Ăn cái sớm. Ừ, cái này là hai nhà ăn là dư sức ăn. Ở nhà luôn. Còn dưới đây nữa nè. Chưa hết mà. Cái dưới bên mình dính nhiều không? Đúng rồi, mé bên mình hôm nay dính quá là dính. Ê, bố mình văng mình luôn chéo qua chéo lại bên đây được không ta? Thấy gỡ rồi, thấy là hết. Rồi văng ngang dư gỡ luôn luôn luôn, mánh thấy nghe có đỉnh đi được bên kia nữa. Cái gì á? Nè nè, chi? Sao? Đậu gì? Nói ai? Đậu gì? Nó đang quay con đó. Nước đứng thấy cũng nhanh chảy quá ha. Ủa, đứng xíu à. Sợ trước đi, sao tôi gỡ chứ. Mình sẽ bóng. Ê, hơi nhiều quá chứ làm gì không được 5kg. Uống thao 5kg chắc luôn. Thì lúc cần chắc. Cái này mà lỡ dính được này, hơi dính không có còn dính mất lưới nào lấy cái lưới chảy này mình vô cặp mấy lỡ ra. Trời nó rối lưới á. Con phải dính lưới dằn. Dọc cơ mà lấy lưới làm gọc bỏ thôi. Cái chồng mé dính là bảo đảm thì nó dính. Nói vậy nó lại ai? Sao? Nào nó đắng đi chồng mé. Dím mà không? Nói gì ạ? À? Con nói gì ạ? À? Mày đang phim mẹ. Cái này mày bật ra cái đó nãy nó bị đó. Sáng gói hả chị thấy hả? Dướng gấp. Nãy dướng gấp. Thả kìa, thấy hồi hai thầy đò đứng tình thế đò không má nó thì nó tốt rồi nếu mà chạy ghi nó đủ má nó đi lật lăng mà.
Rồi cả nhà ơi, thì gỡ cá xong rồi cả nhà. Nhiều đầy thì cả nhà. Thế hôm sáng ngày bữa có ta lưới, bữa ngay chỉ 5 phút thôi nó dính. Cỡ này nè. Này mà để lâu một cái nó dính còn chắc đầy tay lưới luôn á. Dính đủ má đậu, cỏ đủ vừa đủ kia nè. Đây cá 5,5 phân nữa nha. Dưới 5,5 phân. Quét hả? Quét rác rồi.